Dạ, chỉnh rồi ha. Chỉnh nó sẽ khác nhau ha. Anh chị các bạn thân mến, đây là một trong những video đầu tiên năm 2023. Bữa nay là ngày hình như là đang nghỉ lễ mọi người, ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cái quán ốc hôm nay mình quay chia sẻ với mọi người này. Trời ơi, quá rất là nhiều chủng loại luôn. Quán này là hình như là mình quay khoảng 3 năm rồi đó. Hôm nay thì mình quay trở lại đây để chia sẻ cho mọi người xem về quán ốc năm mới 2023 nha. Quán có tên là Bụi Bụi mọi người, địa chỉ nè. Đó. Sao 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 thì 55 đường 3 tháng 2 nha, quận 10. Mình xem hàng ốc 60 loại á. Có rất là nhiều loại là mình nghe lần đầu hoặc là lần thứ hai gì á, nhiều khi mình không ấn tượng ra luôn mọi người. Đó, chắc mình nhờ chị chủ chia sẻ cho mọi người coi từng loại ốc mình ăn cái gì, chế biến gì cho nó ngon á, mọi người xem á. Là mình tới thì mình kêu cho nó nhanh ha. Đó, ốc Bụi Bụi. Chị chủ vẫn còn đang dọn hàng ra. Tùm. Không gian mọi người ngồi thì bên tay trái nha. Hình như là bữa nay ngày lễ á, nên ở bên kia mình thấy nó có một cái xe nước nên là nghỉ á. Ốc này trước đi chị Cúc. Cái này là ốc dừa nè em. Dạ. Ốc dừa này là mình xào bơ, dạ, xào tỏi, rang muối. Dạ. Ha. Nè em thấy mình có những cái bảng này rất là hay ha. Tại vì chị phải để bảng tên nè cho khách. Dạ. Ta vô ta dòm, ta biết cái tên con ốc. À dạ. Đó. Nhưng mà giá thì cái này là giá thì 45.000 dĩa. Dạ, 45.000. À, 45.000 phần. Còn cái này là ốc bông. Ốc bông. Ừ. Ốc bông xào. Xào thì chỉ có để bảng xào trên đây nè. Giống. Dạ. Như xào bơ, xào me. Đó. Dạ. Xào bơ, xào me là 40.000 dĩa. Dạ. À, xào trứng muối là 50. Dạ. Xào bắp là 65. Ốc trứng muối là sao? Mắc hơn ha. Trứng muối là mắc hơn 10.000. À, dạ. Ừ. Còn cái này cà na thì cũng 40.000 phần. Dạ. Xào me, xào tỏi, xào bơ, rang muối là 40. Dạ rồi. Đó, còn nếu mà mình xào trứng muối thì nó cũng mắc hơn 10.000, cũng giống như ốc bông vậy em. Còn ốc mỡ. Dạ. Ốc mỡ thì 45.000 một phần. 45.000 một phần thì mình xào trứng muối thì cứ thêm 10.000. Dạ. Mấy món này xào là ngon ha. Đúng rồi, cái mấy món này xào. Cái này cũng là ốc hương. Ốc hương. Rang muối. Cái này là ốc hương 50.000 dĩa. 50. Ha. Mấy loại ốc là loại trung trung ha. Đúng rồi, trung trung này là mình. Dạ. Tính theo dĩa nè. Ốc hương này là mình làm gì ngon chị? À, khách ở đây chị ăn thích là người ta thích ăn xào trứng muối nè, hoặc xào bắp á. À, trứng muối đây ta chấm bánh mì á. Dạ. Còn cái này là con boulot của Pháp. Boulot của Pháp là 4 con 80.000. 4 con. À, cái này là nướng nướng mua ớt hoặc là nướng mắm tiêu ngon em. Con này nướng mua ớt. Nướng à, con này là đúng nướng. Rồi, con này là nướng nè. Dạ. Còn nấy càng ghẹ là 60.000 một phần. Dạ. Là mình rang muối, xào tỏi, xào bơ. Dạ. Còn ngao tím này là mình có thể mình hấp xả, hấp. Dạ. Thái hoặc là xào lá quế. Dạ. Nướng mỡ hành. Dạ. Muối ớt, mắm tiêu rồi cũng được hết trơn. Cái này thì 50.000 một dĩa. Ngao tím em thấy cái vỏ nó có màu tím ha. Đúng rồi nè, cái vỏ nó màu tím nè. Ừ. Còn con này là con gai trắng. Gai trắng hả chị? Ờ, con gai trắng của chị là tùy theo size lớn size nhỏ. Ví dụ mà nhỏ nhất là từ 170 cho tới 250.000 một. Dạ. Con. Ví dụ như con này là bao nhiêu? Con này là 220. À, mình có một con vậy thôi hả chị? Đúng rồi, nay có một con à, tại vì mấy nay gì chưa có đồ mấy. Cái con này là mình nướng hả chị? Con này nướng hoặc là xào cũng được. À. Em nướng mắm tiêu, mỡ hành hoặc là em sắc ra em xào bơ, xào gì cũng được. Dạ. Còn đây là con ốc vò voi. Voi. Ốc vò voi này là 250.000 con. Ừ. Từ 220 tới 250. Còn cái này là con sò tộ. Sò tộ. Sò tộ nướng con này thì 35.000 con. Dạ. Ừ. 35.000 một con. Đúng cái này rồi. Nướng hả chị? Nướng hoặc có nhiều người ta cũng thích ăn hấp. Dạ. Đó, nướng muối ớt, mắm tiêu, mỡ hành, mắm. Dạ. Tỏi này nọ đó. Ừ. Còn cái này là ốc đỏ. Ốc đỏ. Ờ, con ốc đỏ này thì nó ốc đỏ này nó mắc. Dạ. Nó giá nó từ 50 cho tới 70, 90 cũng có tùy theo con lớn con nhỏ. Cái size lớn size nhỏ. Ngon, cái này là mình nướng cơ. Nướng ờ. Ốc đỏ này. Cái này là mình nướng muối ớt á, chị thấy nướng muối ớt là ngon á. Em cũng hiếm khi mà gặp quay mấy món. Đúng này. Rồi, cái con này con ốc này nó mắc á. Dạ, ốc đỏ. Còn này là ốc điếu. Ốc điếu nó ốc điếu này là nó theo mùa nha. Dạ. Hôm nay là nó không có nè, nó có mấy con à. Dạ. Ờ, ốc điếu này thì nó cũng bán theo size từ 30 cho tới 50 một con. Dạ. Ví dụ như một con này là bao nhiêu? Con này thì 40. À, là mình nướng luôn hả chị? Nướng cưng.
nướng muối ớt, mắm tiêu, mỡ hành, hoặc là em nướng mắm tỏi cũng ngon, hoặc là nướng bơ mắm tỏi. Ốc điếu này nó cái hình như cái điếu. Em thấy giống như cái điếu cày mình không? Nó giống cái điếu cày mình á. Rồi chắc ha. Còn cái này là con ngao vàng. Nè em thấy không? Cái con ngao vàng này là mình nướng, mình hấp, mình xào, mình làm gì được hết, mình chế biến được hết. Rồi. Đó. Còn giá đây là bao nhiêu chị? Cái này là 50.000 một dĩa. Rồi. Còn cái này là gai đỏ. Gai đỏ. Gai đỏ cũng 50.000 một dĩa. Cái gai đỏ này là cái ruột nó màu đỏ ha. Đúng rồi, nó màu đỏ luôn. Ăn rất cái là ngon. Là mình, cái này là cũng là hàng thiên nhiên nha. Nó cũng theo mùa đó chứ không phải là lúc nào cũng có nó đâu, con đó đó. Bữa nào mình quay thì có bữa. Có, đúng rồi. Khách người ta lại ăn. Có bữa có, bữa không nha, cái hàng đó là hàng thiên nhiên. Là mình bán theo con hả chị? Cái đó bán theo dĩa luôn, dĩa 50. Cứ nướng hết cứ hết. Nhỏ là mình bán dĩa mà lớn là mình bán con. Rồi, Còn cái này là con lụa trơn. Lụa trơn. Cái này nướng hấp xào hoặc là mình xào lá quế cũng ngon nữa. Dạ. Đó. Cái này thì 50.000 dĩa, còn cái này là con ốc chà là. Con ốc chà là này là hàng thiên nhiên luôn. Đó. Cái này là mình nướng. Cái toàn bộ này là trên đây là dãy nướng nè. Ốc này là dãy nướng nè, còn cái dãy trước là dãy xào. Đó, còn cái con này là con lụa đực nè. Cái con này chà là mình bán sao? Con chà là hả? Nếu mà con nhỏ thì chị bán dĩa là 50. Dạ. Còn con lớn là từ size từ 25 cho tới 40, 45 cũng có. Nói chung là tùy theo size đó. Con này là nhỏ hay lớn? Con đó hả? Con đó là 25.000 con. Ốc thiên nhiên. Đúng rồi. Nó nhiều size lắm. Còn cái này là lụa đực. Cái này thì dĩa 50. Lụa đực này nhìn đẹp chị ha. Nướng ngon. Dạ. Nó nướng hấp thì cũng ngon. Còn đây là con tỏi giấy. Tỏi giấy này là size của nó cũng từ 30 cho tới 45, 50. Như con bự thì 50, con nhỏ thì 25. Tỏi giấy nhìn nó mỏng manh quá ha. Đúng rồi, nó giấy mà. Còn đây là tỏi vàng nè. Tỏi vàng. Đó. Con tỏi vàng. Là mình bán theo con hết luôn. Đúng rồi, cái này là bán theo con. Tỏi vàng này thì từ 35.000 cho tới 70 cũng có. Dạ. Đó, tùy theo size lớn. Còn đây con điệp nhật. Con này bự này đi. Con bự này là bao nhiêu? Con này là 60. Dạ, con nhỏ này. Con nhỏ này là 40 nè. À, dạ rồi. Cái là mình cũng nướng luôn ha. Đúng rồi, nướng mắm tỏi này nọ ngon, mắm con, tỏi, con mắm tiêu. Con gì là... Cái đó là điệp nhật. Điệp nhật. Nè, điệp nhật 40.000 con. Mình có thể mình nướng phô mai, nướng mỡ hành, nướng trứng cút. Đó, cái này là điệp nhật. Đây. Cái này là con ngao sầu. Wow. Con ngao. Con ngao sầu nướng hấp xào được hết. Đẹp ha. Còn đây là ốc khế. Dạ, ngao này bao nhiêu một dĩa chị? Cái này là 50. Rồi, 50 ngàn dĩa. Ốc khế là chị bán theo con. Dạ, cũng giá nó từ là 25 cho tới 50, 70 tùy theo size lớn nhỏ. Dạ. Còn đây là mắt ngọc. Ồ, cái tên nghe đẹp quá ha. Nè em thấy cái mắt nó không? Nè dạ. Giống như cục ngọc ha. Ồ. Cái này thì mình dĩa 50, nướng hấp gì cũng được. Mới để ý nè, như cục mắt luôn ha. Đúng rồi, con mắt nó như ngọc này nè. Thấy không? Dạ. Còn đây là ốc búa nè. Búa. Đó. Cái này là ốc búa, cái tên nó. Nghe nặng quá. Cái này là mình cũng nướng hả chị? Đúng rồi, nướng hấp gì cũng được. Cái dạ. Này thì 50.000 dĩa. Dạ rồi. Tại cái này là con nhỏ chứ con lớn chị cũng bán theo con nha. Dạ. Có loại lớn nữa. À, cái này là loại nhỏ là bán theo dĩa 50. Còn đây là sò dương bi. Sò dương bi. Sò dương bi này thì chị bán theo dĩa. Một dĩa là 4 con 50. Dạ. Còn cái này là ốc nhảy. Ốc nhảy. Ốc nhảy này, ốc nhảy nhỏ chị cũng bán theo dĩa 40.000 dĩa. À. Đó. Nhảy lớn là 50 mà nhảy nhỏ là 40. Đó. Còn cái này là ốc mực nè. Đặc biệt con ốc mực nè. Cái này là cũng là theo mùa nha. Chứ không phải lúc nào cũng có. Dạ. Nó là hàng thiên nhiên. Ăn cái đầu nó giòn, cái đuôi nó béo, ngon lắm. Dạ. Ngon cực kỳ con này. Ốc mực đó mình làm cái gì? Cái này là chỉ có nướng thôi, mấy cái vàng này là chị để đây là nướng đó. Nướng hết luôn ha. Ừ. Rồi cái con ốc này tên này lạ quá. Cái này là con gai bầu. Gai bầu. Ừ. Cái này mình hấp xả, hấp thái hoặc là mình nướng nước mắm, nướng muối ớt. Ốc gai. Nướng mọi đều ngon. Đó. Rồi giá luôn chị. Cái này là giá này thì 45. 45.000. Còn ốc mực này là theo con nha cưng. Dạ. Trời, ốc mực là bao nhiêu ốc mà chị nhớ hết. Nhớ hết chứ em, bán lâu. Còn đây là sò dương vàng. Dạ. Sò dương vàng là cái giá nó từ là 35 cho tới 50 cũng có, tùy theo size lớn nhỏ đó. Trời, còn thêm một ốc nữa nè. Còn cái này là ốc mỏ vịt. Cái mỏ nó dài vậy con vịt. Cái mỏ này em thấy không, giống như vịt không? Cái này thì dĩa 50. Dạ. Cái da nó thì thường ha. Dĩa 50 cơ. Dạ. Cái đó mình nướng luôn ha. Cái đó là mình nướng hấp. Hấp xả, hấp thái hoặc là nướng. Một dĩa mình được bao nhiêu con hả chị? 6 con. Nếu mà con lớn thì 6 con, nhỏ thì như vậy là 8 con tới 10 con. Nói chung là tùy theo. Dạ rồi. Chỗ này là lụa hai còi. Lụa hai còi. Lụa hai còi này thì 50.000 dĩa. Dạ, cũng hấp ha. Nướng hấp xào được hết. Đây, qua bên đây. Còn cái này là lụa đỏ nè. Dạ. Đó, lụa đỏ.
cũng hấp nướng xào được hết á. Mà chị thấy là khách ở đây người ta ăn, người ta thích xào với lại lá quế, người ta thích ăn, ta thích ăn xào lá quế nó ngon. Cái này thì 50, nếu mà xào lá quế là 55. Còn cái này là tô hài trắng. Tô hài trắng này là con từ 30 cho tới 40. Cứ con nhỏ là sẽ 30 mà con lớn là 40. Ừ. Cái này là vẹm xanh. Vẹm xanh thì 50.000 dĩa. 10 con. 10 con tới 12 con, size lớn size nhỏ. Còn cái này bầu ngư. Bầu ngư thì 35.000 con. Còn mực á, thì mực nướng sa tế thì 100.000 một phần. Một phần nó được bao nhiêu con? Một phần nó là tùy theo size nha, giống như con lớn là 6 con. Nhỏ con lớn là 6 con, nhỏ thì 7-8 con, nói chung là tùy theo size đó. Có tôm nữa ha. Có tôm. Tôm này thì 12.000 một phần. Thì nhất là nướng muối ớt là ngon. Đúng, tôm nướng muối ớt. Nó khoảng được bao nhiêu con? Cái này là nhỏ thì 8 mà lớn thì 7. Ốc gì đây? Còn cái này là ốc móng chân. Ốc móng tay rồi giờ. Móng tay có móng chân, cái này con móng chân. Móng chân nó cực kỳ ngon nè. Em thấy không? Nè, đó, đó. Nó vậy là sạch rồi đó. Là mình chỉ bóc ra vậy là mình xào rồi đó. Mình xào mì. Xào mì, xào có muống, tỏi, me, bơ, lá quế gì được hết. Xào bắp, xào trứng muối được luôn. Còn cái này là con xào dẹo. À, con này thì dĩa 40. Móng chân này thì 50. Cái này thì 40. Ở đây đi chị nào xíu. Ừ. Nhiều ha. Cái nghêu, nghêu thì hấp xả thì 40 mà hấp thái thì 45. Rồi. Cái sò huyết này thì 50. Sò me, sò tỏi, sò bơ vậy đó là 50.000 một phần. Còn con dợp này thì 45.000 một phần. 45. Nướng mỡ hành, nướng phô mai, nướng nướng trứng. Còn ở đây con lụa này là hấp hấp xả hoặc là mình xảo gì cũng được. Sống này lụa bóng còn sống nè nè, em thấy không nè. Cái này là để chị để dành hấp xả cho người ta ăn. Ừ. Còn đó là chim chép. Ừ, cái này là 40.000 một phần, cái này cũng 40.000 một phần, chém chép. Rồi, giờ còn mấy loại nữa không? Cái này là còi điệp Nhật á. Cái này thì 50.000 một phần. Còi điệp Nhật hả chị? Đúng rồi, còi điệp Nhật, 50. Cái đó mình làm gì chị? Giống như là chị xào bơ nè, xào bắp, xào trứng muối để người ta ăn, ta chấm bánh mì á. Dạ. Ừ. Còn cái này là sò mai. Sò mai. Sò mai này thì chị bán là 35.000 một con. Dạ. Nướng mỡ hành, phô mai, trứng cút gì cũng là 35.000. Dạ. Còn này là nhum biển. Nhum biển là từ giá là 40 cho tới 50. Hỏi con nhỏ thì 40 rồi hả? 45, 50 tùy theo size. Còn hào. Hào này thì 20.000 con. Rồi sam sao chị? Sam thì 150 một con. Tại sam hôm nay là nó mắc. Sam này là 150 một con. Còn sò điệp thường này thì 40.000 dĩa, nướng phô mai thì 45.000. Đúng rồi, ốc bu thì 45.000 phần, nướng tiêu thì 50. Còn sò lông thì 50.000 một phần. Đó. Này là ốc giác xào mì. Xào mì thì 70.000 một phần, còn mà xào rau muống thì 50. Đó mình phải cắt ra đúng không? Đúng rồi, mình cắt ra. Còn cái con này là con sò sữa nè. Con này là 45.000 dĩa. Đó. Ở đây chắc cũng khoảng 60 mấy quá em. Hôm nay 6 mấy. Ngày mà mình có thì còn bao nhiêu? Nó tầm khoảng 72 loại. Tại vì này này còn thiếu nhiều á. Có nhiều lắm. Ừ. Cây 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Nó là phải 70, 72 loại ốc. Rồi, cảm ơn chị Cúc. Rồi, cảm ơn. Còn rất là nhiều loại ốc luôn mọi người. Thì mình cũng có mặt ở nhà chị lúc sáng sớm nó quay một vài loại ốc thôi. Để xem cái quy trình chị chuẩn bị từ lúc ốc tươi sống như thế nào cho người tham khảo nha. Rất là nhiều loại luôn, mình chỉ quay một vài loại cho người xem tham khảo thôi nha. Thì mình đã quay hết cái này thì cũng rất là dài mọi người. Bây giờ là sáng sớm khoảng 8 giờ sáng, mình có nhà, có ở nhà chị Cúc quay một vài công đoạn chuẩn bị cho người xem. Bây giờ thì mình quay ốc á, là ngoài chị xe thôi. Còn đây là mình sẽ quay nó cụ thể hơn. Trời ơi, ốc to gì luôn hả chị ha? Cái này là sầu dương bi. Sầu dương bi. Ừ, còn đây là cái chọt nè cơ. Chọt hả chị? Ừ, đây là lụa đực á. Trời ơi, nó bự ghê luôn ha. Ừ, còn đây là lụa đỏ. Dạ, vậy là mình đổ ra để mình luộc. Đúng rồi, luộc. Mấy cái này là phải luộc hết. Dạ. Phải luộc trước hết. Luộc xong rồi mình mới vệ sinh ốc hả chị ha? Đúng rồi. Mình luộc xong xuôi mình mới chế biến á. Dạ, một ốc của chị là em thấy có rất là nhiều loại ốc lạ luôn. Đúng rồi, nhiều. Chị Cúc đó. Cái này là con dợp. Dạ.
Con dợt này là để mình rửa sạch á. Ồ nhìn nó bùn hả chị ha? Đúng rồi, cái này là bùn. À bùn mình phải rửa sạch. Nó bùn con. Dạ. Yeah. Vô lấy cái đổ đi. Cái này là lụa trơn, lụa bóng nè. Cái này là để mình cắt lên. Cái này là lụa này là mình rửa sạch là mình cho rổ để chiều mình bán thôi. Dạ. Yeah. À nó sẽ có vài loại là nó sẽ còn tươi sống ha. Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ để sống. Còn đa phần là mình phải xử lý hết. Đi vô. Ồ mẹ. Cái con này dơ ghê luôn. Con nó dơ lắm luôn. Dạ. Này giống như mình rửa sơ rồi mình luộc không xíu mình rửa nữa. Đúng rồi. Dạ. Nên nó mấy tươi, mấy thâu rồi. Trời ơi con ốc này nhìn nó lạ quá ha. Cái này con sò sữa. Sò sữa. Con cầm một chút. Mấy con này là mình phải rửa, mình làm sạch bên trong luôn hả chị? Đúng rồi cơ. Dạ. Cái này mình rửa cho nó sạch rồi. Đúng rồi. Còn cái đuôi lát mình luộc chín rồi. Rồi bắt đầu dạ. Mình còn phải tách ra, mình lấy từng con mình rửa cho nó sạch cát. À. Đó. Là mới xong, cái này là mới luôn. Sơ ban đầu. Sơ ban đầu là rửa dạ. Cho nó sạch cát á rồi bỏ vô luộc. Dạ. À sạch cát ở bên ngoài thôi để mình luộc cái nồi nè. Trong cái vỏ nó bắt đầu luộc. Dạ. Đây là tới. Nè. Dạ. À sạch cái nhìn nó sạch liền ha. Sạch đúng rồi. Cái bùn này sạch 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 sạch. Hai ốc này rửa chắc hao nước. Đó. Hao chứ. Mà là bạn nhưng mà làm thịt. Mấy con này làm thịt. Mấy con này là mình phải làm nó cái vỏ nó sạch luôn để chiều mình làm đúng không? Đúng rồi. Em biết sao. Mình luộc xong xuôi chín xong xuôi hết toàn dạ. Thể ra lấy cọng chỉ rồi mình mới chế biến được. Thịt bơ. Nó cũng dễ ra sình ha. Ừ, dễ mà. Cái con này cũng vậy nè. Dạ. Con này nãy là nó sùng dơ đúng không? À, con này cũng dơ nữa. Con dợp. Dợp, à, đụng vô cái là thấy dơ liền luôn. Đó này không? Chỉ cần mình xóa nước nó sạch được theo bạn thấy không? Bà, cái bụng nó không quá bám mà có vỏ hả? Đúng rồi, nó không có bám đâu. Nhẹ nhẹ bà, mạnh quá, nó văng thùng lum. Đi dừa. Nè thấy không nè, nó dạ. Sạch bo rồi nè. À. Đó. Dạ, đánh nè, coi chưa. Đó đây. Cái con này nó dễ rửa nước mình thịt là nó sạch vỏ hết trơn rồi. Dạ. Mau lên. Dạ. Anh lọc, cũng bắt bà lên lên. Lên lọc, mang giúp cho. Dạ. Cái đây là mình luộc cho nó chín luôn hả chị ha? Luộc cho nó chín luôn, cho nên là dạ. Mình tách ra, mình rửa sạch. Cái dạ. À, trời ơi, khi chín nó hả miệng ra hết luôn ha. Có nhập con. Dạ, giờ là mình xử lý nè. Mình sẽ quay một vài đó cho người tham khảo. Đây nè, dạ. Bỏ vô cái này. Ừ. Nóng luôn. Nóng ghê luôn á. Nóng, xong xuôi. Bột khói luôn. Chỉ mới xói nữa. Dạ. Khói này là cái thơm mùi ốc nha. Lại thì mà luộc thêm ốc mới á, mình làm liên tục luôn ha. Dạ. Nó mình phải tắt ra. Tắt ra thật còn hết. Tắt ra để mình rửa. Mình rửa cho nó sạch. Rồi tính ra chị bán mấy chục loại chứ, cũng làm cho cũng cực ạ. Làm mấy người làm. Nhưng mà ốc của mình là nó theo thời mùa đúng không chị? Đúng rồi, theo mùa đó. Có mùa lạnh ít đúng không? Biết là vào có mùa nó en á, dạ. Trời lạnh á là ít đồ. Còn bắt đầu là bình thường là nhiều lắm. Cho vào cái nồi lớn nè. Tắt xong cho vô cái nồi này rửa cái nữa là xong rồi đó.
xong rồi nào có mình cho vào bịch cái cho vào tủ mát để giữ cho nó tươi. Nó tươi rồi. Dạ. Hóc bỏ dịch. Đó là bỏ dịch. Làm mấy ốc này hào nước lắm luôn. Rồi bà đổ. Mình thử ốc coi nó chín hay chưa ha. Ừ. Dạ rồi. Bây giờ chị thử con này coi nó chín hay chưa. Thấy chưa? Chưa chín. Cái này là chưa chín. Cái này là chưa chín mà nó chưa ra. Nếu mà chín rồi là mình moi cái nó ra liền. Đúng ha. Rồi, nó ra liền. Dạ. Dạ, chín rồi ha. Chín. Hình như anh thấy là mình mỗi loại ốc là mình luộc riêng từng nồi chứ. Dạ. Tại cái thời gian chín nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Cái con này thì nó lâu lắm. Dạ. Đầu là làm ốc mới. Tính ra mình làm cũng gần tới chiều anh bán luôn. Bán quá tẹo. Mấy con này là bây giờ là mình sẽ vệ sinh bên trong nữa ha. Dạ. Có cái nĩa nhỏ. Có nĩa nhỏ chứ. Nĩa nhỏ. Thì nè, chứ nó một giờ là mình phải gõ nè. Mình gõ dây chi chị? Đây nè, em mới là dễ lễ nè, đúng không? Nè, thấy chưa? Đó. Quắn một cái ra liền luôn ha. Đúng rồi. Đó là em phải cạo cái đầu nè. Cái đầu vớt của nó nè, đúng không? Dạ. Xong xuôi là em mới mổ nó nè. Đó, đây nè, nó có cụ chỉ của nó nè. Cái chỉ. Đúng rồi, cái chỉ của nó mình phải lấy ra. Nếu không đau là ta sẽ... Nó đắng không chị? Nó đắng. À. Đúng rồi, giống như nó đắng đắng rồi đó. Cho nên mình phải lấy nè con này. Ốc mỏ dịch. Mỏ dịch đó. Chị bán rất là nhiều loại ốc lạ. Đúng rồi, chị bán nhiều. Mỏ vô cái nồi. Đó, nè thấy không? À. Lấy ra đó, là có mấy mấy con bể bể ốc vậy là mình gõ ha. Đúng rồi, mình gõ. Mình gõ mình mới lấy được đó em. À. Chứ giờ nó thục. Đó, chờ nguyên con. Mà ở trong thấy cái thịt nó sạch trơn rồi thấy không? Dạ. Nè, đó. Đó. Ngon, con này ăn ngon. Mấy con này nó thả miệng ra cũng sắp chín rồi hả? Đúng rồi, nó thả miệng ra đó. Thả miệng ra. Trời ơi, con này bự ăn nha, chừng hai con chắc no quá chị ha. Con này nó bự. Dạ, mà đẹp ghê luôn á. Ừ, thịt nhiều lắm. Dạ. Con này nè. Con này là em biết là mình phải lấy cái thịt nó ra vậy nè, mình phải rửa nè, mình rửa hai bên hông nè, dạ. Khi cát nó nằm hai bên hông đây nè, đó, rồi mình rửa vậy là sạch nè, à. Đó, đó như vậy. À, con này không cần mổ xẻ gì hết, chỉ cần rửa cát thôi. Rửa sạch cát là được. Dạ. Rửa sạch là ok. Trời, nó hả cái vỏ nó tan bự thật là bự luôn. Em thấy cái ốc mỏ dịch này làm lâu ghê á. Lâu. Ốc nó làm lâu lắm á. Nhiều đó, cái lạnh ta thấy. Con này nó lẹ. Em thấy cái vòng bên ngoài mình ăn chắc béo lắm hả chị ha? Đúng rồi. Em thấy nó mọng mọng nước á. Ừ. Nó mọng của ốc á. Dạ. Thường thường nó hay cái bị cát hai bên tay nè. À. Mình rửa thì nó sẽ sạch, nó không có còn cát nữa. Màu vàng vàng. Đó. Nên mình khoảng 5 giờ mình bán hả chị ha? Chị á hả? Dạ. 4 giờ là chị dọn rồi. 4 giờ chị mà dọn rồi. Mà tới 5 giờ là mình mới chỗ nó mới khoáng. Dạ. Nói chung là 5 giờ. Ừ, qua bên trong. 5 giờ là chị bán, dạ. 4 giờ là chị dọn quán. Bán người là tới 1-2 giờ đêm mà. Dạ. Yeah. Rồi, thêm một loại nữa. Xong rồi nào cái mình cho vào bịch loại đó. Bỏ bịch loại đó. Wow.
còn sống hết rồi. Xào kho bò. Còn có cái cây điện. Ôi trời ơi, góc này bự quá ha, mặt đó, đó em phải cạo cái đầu nhớt của nó ra. Dạ. Đầu này, mổ này, lấy củ tỏi. Nó có cục tỏi của nó nè, thấy không? Cục tỏi hả chị? Đúng rồi, có ốc tỏi, có cục tỏi. Bên đây nè, bên hông đây là cái nhớt của nó nè. Mình phải lột từ cái đây nè. À. Thấy không? Đúng, mỗi con ốc nó sẽ đặc thù nó khác nhau. Rồi, rồi nhắc vào lại. Ồ, công nhận ốc tỏi nó mập ghê luôn. Mập. Nhớ ốc tỏi là mình ăn được phần đít đúng không chị? Đúng, cái đít nó béo ngon. Dạ. Mà em. Chỉ có riêng ốc bu là mình bỏ thôi. Đúng. Nè, thấy không? Ở bên đây là lúc nào nó cũng có cục nhớ, đây thì mình lấy từ cái phía cạnh. Ốc tỏi là lấy phần nhớ với phần cục tỏi. Đúng rồi, đó thấy không? Nếu mà mình không biết làm, không lấy cục nhớ ra khách ăn, người ta thấy nhớ nhớ, ta tưởng là ốc hư nhưng mà không phải. Nó không phải đâu. Đó. Phải làm sạch. Thấy không, thấy không? Hay ha. Ừ, nó tươi, nó ngon nữa. Ốc tỏi này là hình như cái con này nó dạng trung thôi đúng không chị? Trung. Nó sẽ có những cái con rất là bự. Còn bự hơn nữa. À, hoa đã này. Em nghe cái nó thơm mùi tỏi à? Dạ. À thơm mùi tỏi. Thơm mùi tỏi. Nếu mà mình không lấy cái củ tỏi nó ra thì ăn thì nó hơi nó kho mùi tỏi vậy, y dạ. Cái tỏi mình vậy. Sầm dương. Cái con sầm dương này nó còn bự nữa không chị? Còn bự nữa em. Dạ. Hôm nay là sầm dương bi á. Bi. Chứ còn mỗi lần chị lấy sầm dương vàng. Hôm nay lễ nó không có sò dương vàng. À. Nhưng mà em thấy cũng rất là bự nha. Ừ. Cái sò dương vàng bự lắm. Dạ. Còn đây sò dương bi. Dương bi thì nó nhỏ thì chị bán theo dĩa. Còn sò dương vàng thì chị bán cho con. Bỏ cái này vô. Cái sò dương này khi mà chín em thấy nó hạ cái càng ra. Được cái này mình gọi là rau hả? Con sò dương này là mình phải mổ cái bụng nữa. Mổ cái bụng? Phải mổ cái bụng nữa. Thế nào là mình phải làm cái bụng. Phải cào mình. Ở trong cái bụng nó dơ quá ha. Ừ, đó. Đó mình phải cào sạch này nè, thấy chưa? Đó, mỗi con ốc đó làm một cái công đoạn khác nhau. Đó nè. Vậy là xong. Đó, vậy là xong nè. Mình cho vào lại cái giỏ. Rồi bắt đầu mình mới cột lại. Cột lại. Đúng. Mình cột có mình đưa giống mình đưa cái vàng vàng nó ra cho nó đẹp đúng không? Không, chỉ còn chín luôn. Đó như vậy, cái vỏ nó. Đó mình phải tách ra hai bên. Mỗi cái con ốc á là làm một cái công đoạn khác nhau hết trơn. Đó như con này là mình phải mổ nó cái mổ bụng nó từ. Ồ, bụng nó vui luôn. Đó cái bụng của nó nè. Cái vàng ra nè. Thấy không? Nó mới sạch được phải không? À. Đó. Đó. Nó làm như vậy nè. Trắng phiếu lên ha. Trắng lên liền. Nè cái vỏ nó trong đây thì nó sạch sẽ lắm. Dạ. Cái gì á? Đó. Thấy không? Trắng lên. Đó. Trong con ốc em thấy cái ốc, con ốc mọi dịch là chị làm là cực. Cực. Nhưng mà... Mỗi giờ ốc búa, ốc dung. Ốc búa. Làm cực. Làm cực mà nó lâu nữa đúng không em? Mình làm, mình lấy ra cái ốc còn nhiều xíu ha. Đúng rồi. Vậy mấy con ốc nhỏ nhỏ thì mình bán dĩa nè. Bán dĩa. Con ốc này nhìn cái vỏ, nhìn ngoài rất là đẹp luôn. Dạ.
đường trứng đúng không? Sam. Sam nó có hai cái đường trứng. Dạ. Yeah. Có nhiều con nó báo đường trứng giả đó nghe, nó có hai cái đường này nhưng mà ở đây nó lại không có trứng. Thứ nhất là em kiểm tra, là em phải kiểm tra đây là nó có hai đường trứng không? Rồi em phải kiểm tra bên hông nữa nè. Em phải đè em nè, em đè xuống nè thấy chưa? Thấy luôn ha. Đó, em đè xuống vậy nè. Yeah. Nếu mà nó trứng Sam mà nó trứng chắc á là nè, nó sẽ nổi lên cái đường trứng nè, Còn nếu mà nó bọt á là nó sẽ nổi lên mà nó mờ lắm, nó không có được rõ như vậy đâu không? Dạ. Đó, Sam mà nó cũng báo đường trứng giả nữa. Đó. Sam mà mình ăn trứng nó mới ngon ha. Cho nên là Sam nó luộc nó lâu, làm nó công đoạn nó lâu nên chị phải kiểm tra kỹ lắm. Dạ. Phải kiểm tra Sam kỹ lắm. Mấy con này nó hả miệng ra nhìn đẹp chưa? Vàng vàng đỏ đỏ. Cái này là con đực nè. Dạ. Sao anh thấy nè, còn nó mệt ngon á. Chắc. Thôi lụa. Ừ. Cái này có người thì kêu là con trọt, người kêu lụa đực. Ừ. Còn nữa. Có cái gì đó. Đó. Có xoài lụa đó mình cũng làm giống như mấy con này. Đúng rồi, chị làm hết. Dạ. Giờ quá chị, trời. Chị làm cái lụa đực. Dạ. Để làm ốc từng loại xíu xíu cho người xem tham khảo. Mấy con đó mình khỏi cần người làm. Con này phải tách cho em, nhưng mà mình tách đó, mình phải tách một cái đầu bên đây. Bên đây nó sẽ không bị bể con sò. Mình tắt đồng nào chị? Đó, em thấy không nè, nó mới còn nguyên cái còi của nó. Còn nếu mà em không biết tắt á là hả nó sẽ bị bể ra giờ mới con nó ngon. Là thứ nhất, cái thứ hai nó bị sạn đây nè. Con này nó đặc biệt nó bị cát ngay cái chỗ này. Nè, em không lấy ra người ta ăn sẽ bị cát. Con này là nó chỉ có bị cát ngay đây thôi. Đó, em tách ra em lấy chỗ này là sạch. Như con này, em thấy không nè, cát nè. Không? À, đó, đó, em chỉ lấy đây thôi là nó sẽ sạch rồi. Đó. Dạ. Đó là nó trắng nó ngon con sò. À, mình tách sao cái vỏ nó vẫn còn một nguyên một đúng, cặp. Đúng, đúng, phải còn nguyên cái ruột rồi nó mới ngon, em dạ. Không? À. Còn nếu mà em tách đại ra thì nó bể cái con sò đó nó không ngon nè, em phải tách một cái đầu bên đây. Em cắt một cái đầu bên đây, một cái đầu bên đây. À. Em kéo lại. Đó, thấy không? Nó ra nguyên sò. Thấy không? Dạ. Đó. Ừ, hay ha. Đó là... Mỗi con ốc á là phải biết cách mình làm mới được. À, như con này nè, dạ. Khác nè. Wow, hay luôn. Những con này nè. Tách ra nó có nè. Rồi tách một bên này. Thì mình tách ngay giữa là thì thêm bể đúng không? À, nó sẽ bị bể nữa. Bể là giờ nó không có ngon, giờ nó con ốc nó không có được đẹp. Lụa đỏ đó mà xào nó quế ngon lắm. À, lụa đỏ là ở trong mình thấy nó màu đỏ đỏ ha. Đúng rồi, cái còi nó đỏ đỏ. Còi đỏ. À, lụa đỏ. Bung ra. À, khi mà nó gần chín nó bung càng ra nhìn đẹp ghê. Rồi, cái màu sắc nhìn nó cũng khác nhau ha. Một bên đỏ, một bên vàng. Đó, lụa đỏ rồi. À. Con lụa đỏ thì chỉ luộc lên rồi mình rửa rồi bỏ dạ. Bịch chiều bán thôi. À. Nè, nó trong nó sạch ra. Nó không có phải nhìn, làm. Em nhìn nó không có mập bằng cái con lụa vàng ha. Nó không mập bằng con lụa đực, đúng không? Dạ. Lụa đực. Tại vì cái con này nó nhỏ hơn con lụa đực. À, nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn con lụa đực. Dạ. Nhỏ hơn lụa đực. Cái này mình kêu rửa thôi. Cái này là mình chỉ có rửa sạch thôi là được rồi. Nè. Nè em thấy không? Nó tôi nói nó mập mà. À, anh nhìn đó. Nhìn nó cho nhỏ thôi. À nó vẫn mập ha. Nó vẫn mập nè, nó cũng xăm xăm như cái vỏ của nó mà. Nè. Con này xào nó quế ngon. Con này á. Bung càng ra đỏ đã. Này xào nó. Wow, nhiều ghê luôn. Rất là ngọt.
xào trắng bóng luôn. Mình thấy có điều hay là trên mỗi cái mâm móc á, trên mỗi mâm móc đều có cái tên ốc hết. Vậy còn giá nữa thôi, giá nữa thì người xem video mọi người biết luôn nha. Nhìn vô choáng luôn á. Mình chuẩn bị làm càng ghẹ món gì hả chị Cúc? Càng ghẹ rang muối. Dạ. Men, ớt, nguyên liệu. Ở đây càng ghẹ mình thấy người ta đặt ra cái lò nướng, thì mình thấy sẽ có một cái anh áo đen ở trong này nướng nè. Đứng. Đây là một phần hả chị Cúc? Bán cho mình có nghỉ Tết gì không mà chị Cúc? Không, chị bán Tết luôn á. Năm nay chị bán Tết luôn. Bán xuyên Tết luôn, mùng 1 có nghỉ không? Chị nghỉ ngày mùng 1, bắt đầu là ngày mùng 2 chị sẽ bán. Thì anh chị các bạn nào mình thích ăn ốc thì trong những ngày Tết mình có thể có luôn ha. Nhưng mà giá ngày Tết thì nó có phụ thu gì không chị? Nó có phụ thu lên chút xíu. Lên xíu ha. Dạ. Ví dụ dĩa nào 45, 40 thì lên 45. Dạ. Lên mỗi thứ 5 ngàn. Cái này là càng ghẹ rang muối ớt hả chị ha? Càng ghẹ rang muối. Đây là chị xài muối Tây Ninh. Dạ, muối Tây Ninh. Đúng rồi. Càng ghẹ rang muối. Thơm ghê á. Nào là mình khoảng là 5 giờ mình bán hả chị Cúc? Đúng rồi, dạ. 4 giờ mình dọn tới 5 giờ mới xong. Dạ. Mình phải làm cho nó sệt cái muối mà ha. Bây giờ bắt đầu giờ nó nồng lên rất thơm nha. Đúng rồi, nó nồng. Nó tiền cho chị đi em, ngọt nó lắm. Bây giờ mình cố gắng quay một vài món cho người tham khảo nha, chứ rất là nhiều món luôn. Dạ. Khi nào mà tỏi nó vàng, nó là vàng đó. Đúng rồi, vàng đó mình bỏ mấy cái bỏ ốc vô. Dạ. Hôm nay là khách khỏi phải chờ lâu. Dạ. Mới thêm một bếp nữa. Thêm một bếp ở trong nữa hả chị? Đúng rồi. Hồi trước là xong quá thì chờ dạ. Hơi lâu, giờ là... Giờ là hai bếp. Giờ chị thêm bếp nữa là dạ. Món này cũng có ớt luôn chị ha. Đúng rồi.
món nào cũng có ớt hết. Dạ. Khi nào mà người ta không ăn ớt thì ta sẽ dặn mình không có ớt. Em tính là cũng 2 năm rồi mới quay trở lại. Dạ, đó cũng gần 3 năm rồi chị. Dạ hả? Năm 2023 rồi. À, cũng lẹo ha. Dạ. Rồi. Đoán luôn mình thấy cái quầy ốc à, ốc ở vỉa hè thôi, người đứng ngoài thì có thể lựa chọn được. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nè. Trong đây cũng có ngồi. Thường ngày là bên em mình có bàn ngồi không chị Cúc? Có chứ em. Dạ. Có bàn ngồi không? À, thường ngày bên đây có ha. Ừ, nhưng mà vẫn còn đây, nhưng mà 6 giờ là mình mới có chỗ. À, 6 giờ là mới có bên đó. Mới có ngoài đây. Dạ rồi. Chiều 4 giờ thì mình ngồi trong nhà. Dạ. Tại vì ban ngày người ta còn bán nước. À, có chị bán nước. Sao quầy ốc thôi đứng đó mọi người. Thấy chị chủ quán đứng trông chán luôn. Năm mới để mình đi quay ốc. Ăn ốc. Đầy tiền ốc đi chia sẻ cho mọi người nha. Món ốc hấp hả chị? Đúng rồi. Cái này là ốc mỏ vịt hấp em. Dạ, mỏ vịt hấp. Mì đây là mình không có làm trước hả chị? Không, khách ăn tới đâu là chị trùng tới đó. Dạ. Nếu mình làm trước thì nó... Còn một phần là mình được 2 giác mì luôn hả chị? Đúng rồi, một phần là 2 giác mì. Dạ. Cái này là mình chuẩn bị làm món gì chị? Cái này là chị xào lụa, xào lá quế nha. À, xào lụa, xào lá quế. Lột bóng chân cho chị xong rồi đi. Học bóng chân. Đây là xôi. Xôi lửa xanh lá quế. Từ từ đi cho nó sôi, từ từ để một nửa cho nó sôi xong rồi mới để tiếp nữa. Đường chính á, mình cho ra lá quế nó vào thôi. Ừ, đúng rồi. Cái lá quế nó gậy cái mùi lên nó thơm chứ. Thank you.
móng chân xào mì. Dạ. Mọi người nghe ốc móng tay xào mì, bây giờ là ốc móng chân xào mì nha. Lần đầu tiên mình nghe tên luôn. Rất là lạ. Ốc móng chân. Móng chân này cái móng nó bự hơn ốc móng tay nha. Chị làm nhanh ghê. Chị thêm một món mới nữa chị Cúc. Đúng rồi, chị xào cái này là xoài đẹp xào trứng muối nha. Dạ, xoài đẹp xào trứng muối. Này là mình làm, mình cắt ra rồi có khúc khúc ha. Thường thì nếu ăn ốc hương xào trứng muối, hôm nay là ăn xịp xào trứng muối. Gòi đẹp xào trứng muối. À dạ. Gòi ha, gòi. Cái gòi đẹp. Gòi đẹp. Ừ, cái này là mình ăn là mình khỏi nó xong mình gỡ, mình đi chơi ốc hương vừa gỡ hôm nay dạ. Là. Gòi đẹp. Là múc ăn thôi. Xào nấu, còn bên đây là nướng, mình đang nướng ở trong khu nướng ốc len. Cái này là ốc len xào dừa. Dạ. Nướng này thì có cái hút khói lên rồi. Nướng gì vậy chị? Hấp điếu hả? Điếu là nướng mắm tiêu đi. Hấp điếu. Gai đỏ, nướng nước mắm đi, còn cái gì nữa ta? Cái trà là thì nướng mỡ hành. Mỡ ớt đi hả? Gai đỏ nướng ớt đi. Nhìn ốc lạ vậy. Ốc mực nước mắm. Ốc mực là hai con ở trong kia đúng không chị? Đúng rồi, hai con. Nhìn nó giống với con mực á. Ừ. Gai đỏ thì cái màu đỏ. Còn ốc điếu thì hình giống như cái điếu. À, nhìn là mình có thể nhìn ra được luôn. Hình dạng của nó. Thường mấy con này thì mình nướng nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi, mấy con đó là nướng là nó ngon em. Dạ. Chuyên về nướng. Hai con trà là này nướng khó hầm nha. Đây là tiêu ha. Tiêu. Phù luôn, mấy con thao mới hành luôn. Ốc trà là
ăn trên lại thì nhìn nó lạ, nhưng mà bây giờ làm gì có số lợn. Đứng cái lò này lúc nào cũng nóng rồi. Wow, thơm nha. Chín nó rất thơm luôn. Thơm hộp. Hấp điếu chín nữa. Mắm tiêu. Mắm tiêu. Ốc gai đỏ, mình văng rồi. Thì... xào nướng vậy xem miễn phí luôn đó mình. Hôm nay thì hai anh em sẽ ăn một đại tỷ ốc, ta phần ốc lạ cho mọi người tham khảo nha. Đó, tám món, chị chủ mời mình tám món, đây là món mình nhờ chị chủ giết. Chứ nhiều ốc lắm, nhiều khi mình không nhớ được. Nhưng mình nhớ nè, ốc bực nướng nè mọi người, ốc bực nướng nè. Giá cả thì mọi người xem ở trong chị chủ giới thiệu nha. Ốc mực thì nướng nước mắm, còn đây là ốc mỏ vịt, đó người xem hình dạng đó, hấp xả nha. Còn đây ốc điếu, ốc gai đỏ, ốc gai đỏ đó, nó nhọn gai gai và thanh nó màu đỏ, ốc gai đỏ. Còn mọi người nhìn chỗ này là cũng có thể phát hiện ra đây là ốc cái điếu ha, nướng đó, nướng tiêu nè. Còn đây là ốc chà là, con này hay khó nhớ chứ, nhưng mà hành. Cái món này thì mình sẽ ăn bánh mì, nó là món còi điệp nướng trứng muối, mình sẽ ăn với ổ bánh mì. À, còi điệp trứng muối, xào trứng muối. Rồi món này đi ha, món bên đây lụa đỏ, mọi người thấy cái màu đỏ đỏ nè, lụa đỏ xào lá quế. Thơm lắm luôn nha. Và đặc biệt á là khi mình đi ăn ốc lúc nào mình cũng kêu một món xào mì, hay là món ốc bông tai xào mì, nhưng mà ở đây lại có ốc bông chân. Lần đầu tiên mình ăn ốc bông chân xào mì mọi người. Rồi mình sẽ ăn mấy món xào trước đi, để mình ăn cái món còi điệp trứng muối trước đi mọi người ạ. À, món này trước đi, để mình ăn mấy món xào xào trước đó, ăn nướng hay sao. Thơm tỏi. Thơm tỏi hơi cay. Còn trứng muối thì nó không quá rõ nét mọi người ạ. Vì làm đậm đà đó. Ai. Ồ, mềm ghê luôn. Trời ơi. Nó mềm mà kiểu nó mềm mà tan luôn rồi. Rất là mềm. Gọi là mềm mập á. Mềm mập. Wow, còi. Còi điệp. Thật rất là ngọt. Không phải được không mọi người. À, gia vị chị làm đậm đà đó, thơm cay. Ừ.
Rồi, chờ mình ăn thêm một món xào này đây. Cho em miếng bánh mì. Sau khi bà tôi quên bỏ một sức lên nè, là thành chín bể vô đầu. Ừ, cái món ăn được quá lắm rồi. Đó. Có điều là mình thấy món này cũng hơi cực cay nha, món xào này cũng hơi cực cay nha. Dừa đỏ xào lá quế mọi người, mùi nó thơm khi mà bỏ lá quế vào á, cái mùi rất là thơm nha. Đây ăn món nó đầy bạc luôn và đặc biệt rất là đẹp mọi người. Đó, màu đỏ đỏ cho mình ăn nguyên bản đó cả. Ốc này lụa này mình thấy nó không phải to nhưng mà nó mập. Thơm mùi rễ quế nhiều lắm. Ốc này chắc mình phải chấm với cái chấm đó mọi người, để bên này đi. Lụa đỏ. Đấy, giúp bao mà mình sẽ ăn hai con ha. Mình chấm mấy cái nước cái mắm này đi ha. Nước mắm chua ngọt. Đó, đại kia không? Mình sẽ chấm với nước mắm này mọi người, mình đã cảm nhận rằng cái vị nước mắm này nó sẽ hợp và đậm đà. Ốc mỏ dịch đó, mình nhớ tên đó mọi người. Đây mình dùng cái nước này ốc xả nè. Cay quá. Không biết là mình mới vừa chấm cái nước mắm này xong á, nó có bị lạc vị không? Cảm giác hơi nhạt nhạt xíu. À, ok nữa mọi người. À, ok nữa. Chắc là mình mới ăn cái này xong hay sao á, cảm giác nó nhạt nhạt xíu nha. Rồi ăn ốc đi. Cay quá. Đa phần món nào cũng cay hết. Mỏ dịch. Cái mỏ nó dài dựng dịch vậy. Cái mỏ dịch. Ốc nè, ăn phiếu. Đồ cái này thì mình sẽ ăn không thử. Ốc giòn mà ngọt nha. Giòn trực trực luôn. Ốc mỏ dịch. Cái này là chị làm sao hết rồi đúng không? Mình sẽ chấm với nước mắm này nè. Mình sẽ chấm với nước mắm này hợp. Cái này ta. Nước mắm chua ngọt của chị, nước mắm kẹo luôn mọi người. Rồi. Ốc mỏ dịch này giòn giòn, ngon ghê. Được rồi. Giờ để ăn nướng nha. Sắp xếp lại. Rồi. Ba món này mình ăn hết rồi. Cái này là mình nhớ tên là mọi người. Ốc mực. Tại vì giống như con mực á. Ốc mực nướng à. Đó. Ôi. Wow. Nhìn nó bự mặt ghê á. Để mình ăn theo chị chia sẻ ở đây là sẽ có một cái chung nước chấm khi mà mình ăn món nướng á. Đây có một chung nước chấm luôn. Để mình ăn trước đây, trước khi mình chấm sao? Mình ăn nướng trước.
Cái dây dài hơn so với ốc mọi dịch. Mọi dịch mình cảm giác nó giòn giòn, nhưng mà không quá dài. Bây giờ đầu tiên ăn mấy ốc này mới được ốc lại lạ. Ừ. Cái ốc này bự lắm nên ăn đã miệng. Thì thôi ngay thiếu mỗi miệng chứ. Món nướng mọi người ốc gai đỏ này, ốc gai đỏ. Sao con luôn. Cái vỏ nó nặng ghê hết. Đúng. Cái gì vậy? Cái đậu màu đỏ. Nhưng mà cái khi mình nướng ốc lên á, cái mùi nó rất là thơm nha. Nó không quá dai như ốc mực nè. Nó giòn giòn như ốc bao dịch. Ốc ghê đỏ này, này mình làm gì? Ốc ghê đỏ này mình nướng muối ớt, nó khá đậm đà, thì nó đậm. Chứ mình không cần phải chấm nó chấm nè. Cái đầu thì nó, cái đầu món ốc đỏ mà nó khá là giòn nha. Quả đuôi của không, quả đuôi thì nó tương đối giòn xíu. Rồi, ốc điếu à, ốc điếu nó tiêu mọi người. Đó, quá trời ốc lại. Thật cứng à, cong luôn cái này á. Rồi, cuối cùng cũng đã ra. Ốc điếu. Con nó bự. Cái vỏ nó bự ghê không? Mà nó như đây. Để mình thử. Thơm á, còn là mỗi lần mà ốc và loại nào nướng nó cũng thơm. Giòn giòn dai dai còn ngọt chấm mực kìa. Ốc nướng này nướng gì mà cái nướng tiêu thơm dai dai giòn giòn. Ta ăn thử luôn một rồi. Chà làm mà anh. Ủa mềm á, mình chăm vào cảm giác khá là mềm. Chờ chèn với cái mắm nè. À, chị làm sạch hết rồi. Con này cái phần đường nó giống như trứng vậy, ăn bị béo. Cuối cùng để ăn no đó là món ốc bông chiên xào mì. Cái biết là ốc bông tai á, nó sẽ tròn tròn, bông chiên nó dẹp dẹp, nó bự như cái bông chiên. Ốc mềm ngọt. Được rồi. Được hai giấc mì luôn. Này là chị làm mà cũng tôi nói kỹ mọi người ạ, không bị sườn cũng không bị rụt.
Người tới mình ăn ốc bóng chân thờ mì thử nha. Chứ giờ ăn bóng tay mình mới ăn ốc bóng chân đi. Nè, con em kìa, có ăn nữa không? Nè. Cái này á, cái thờ mì này mọi người, nó không quá là đậm vị, mà chèn nước tương vô để hợp. Rồi hai anh em ăn hết rồi đó mọi người. Mình ấn tượng nhất về cái loại ốc nướng á, ốc nướng rất là thơm luôn và đặc biệt là nhiều ốc lạ nữa. Cái món ở đây mình cảm giác nó hơi nhạt xíu, hơi lạc, nhưng mà khi mình ăn với nước chấm á thì nó hợp hơn. Đa phần là nó cay cay á mọi người. Anh chị các bạn mà thích ăn cái loại ốc lạ thì mình có thể ghé qua ốc bụi nha. Mình đánh giá đây là một trong những cái quán ốc vỉa hè mà có loại các loại ốc á đa dạng và phong phú nhất luôn đó mọi người. Còn về giá cả thì mọi người xem trong video và mình để lại ở phần bình luận nha. Rồi bây giờ kênh mình thì có tổng hợp ra nhiều món ngon về các loại ốc ở Sài Gòn người xem. Còn bây giờ xin mấy ba bạn gặp lại thì các bạn vào những kênh tiếp theo.